Chào các bạn, mình đã có mặt tại Co-op Extra và Hàn Môn. Ngày hôm nay thì Locker Doc có mặt ở đây để hoàn tất lắp đặt và bàn giao hệ thống tủ e-locker cho siêu thị. Với cái tủ e-locker này thì khách hàng có thể gửi đồ cách hoàn toàn tự động. Cách sử dụng thì vô cùng đơn giản. Thì để gửi đồ thì phải bấm vào nút nhỏ này. Một thẻ mở vạch sẽ được in ra cho chúng ta. Lấy thẻ mở vạch để mở tủ. Thẻ mở vạch này sẽ đóng vai trò là chìa khóa để có thể mở tủ về sau. Nếu các bạn lưu ý là giữ thật là kỹ, đừng làm rách hoặc là làm rơi, đánh mất nó nha. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc bỏ đồ vào tủ, khóa cánh tủ lại. Tủ sẽ tự khóa, và để chúng ta có thể yên tâm đi mua sắm rồi. Để mở tủ, chúng ta sử dụng thẻ mở vạch. Đưa mở vạch vào đầu đầu thẻ. Nếu tủ chúng ta sẽ tự mở, chúng ta chỉ việc lấy đồ và đóng tủ lại. Vậy là chúng ta có thể hoàn thành quá trình gửi nhận rồi. Đó là những thông tin cơ bản về chiếc tủ e-locker. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào về chiếc tủ e-locker này, hãy liên hệ với Locker Doc qua số hotline 0938 989 276 để được tư vấn và hỗ trợ thêm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.